những điều quan trọng cần làm để phòng tránh đột quỵ. Đột quỵ, còn được gọi là tai biến mạch máu não, có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở mọi lứa tuổi. Bệnh thường xảy ra đột ngột, nếu không được cấp cứu kịp thời dễ dẫn đến biến chứng nặng, tử vong. Chúng ta vẫn có thể chủ động áp dụng những cách phòng ngừa đột quỵ để bảo vệ sức khỏe bản thân. Vậy làm sao để phòng ngừa đột quỵ, có những cách phòng chống đột quỵ nào? Cùng tìm hiểu ngay trong video này. Giảm cân với người thừa cân, béo phì. Cân nặng dư thừa làm tăng khả năng mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch. Chúng đều là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến đột quỵ. Chỉ số cơ thể BMI lý tưởng ở mức 18,5 đến 22,9. Không hút thuốc lá. Khói thuốc lá làm tăng lượng mảng bám tích tụ trong động mạch, khiến máu đặc hơn. Tình trạng này thúc đẩy hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch dẫn tới đột quỵ. Người muốn cai thuốc lá nên được bác sĩ tư vấn và áp dụng các phương pháp hỗ trợ để tăng hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra huyết áp. Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ thường gặp nhất dẫn tới đột quỵ. Mức độ tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ tăng lên gấp 2, có thể gấp 4 lần so với người bình thường. Mức huyết áp lý tưởng đối với người khỏe mạnh là 120/80mm thủy ngân. Người mắc huyết áp cao có chỉ số huyết áp vượt quá 140/90mm thủy ngân nên đi khám bác sĩ để được tư vấn biện pháp điều trị phù hợp. Phòng bệnh tăng huyết áp bằng cách tập thói quen ăn nhạt, ít muối, giảm lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày xuống dưới 1500mg, tương đương một nửa thìa cà phê. Nên hạn chế các loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao như ngũ tạng động vật, thức ăn nhiều dầu mỡ, chiên rán, lòng đỏ trứng, thịt nguội, chỉ ăn thịt đỏ 2-3 lần mỗi tuần. Tăng cường ăn các loại trái cây, rau quả mỗi ngày. Tầm soát và điều trị rung nhĩ. Đây là một dạng nhịp tim không đều, dễ dẫn đến hình thành cục máu đông trong tim. Theo dòng tuần hoàn máu, những cục máu đông có thể di chuyển lên tới não gây tắc mạch máu não, tăng nguy cơ đột quỵ. Những triệu chứng rung tâm nhĩ bao gồm tim đập nhanh, khó thở, nặng ngực, tức ngực hay đau ngực, người bệnh cần điều trị sớm. Phòng ngừa hoặc kiểm soát đái tháo đường. Lượng đường trong máu cao thường làm tổn thương các mạch máu, dễ hình thành các cục máu đông. Để phòng ngừa đái tháo đường, nên hạn chế đồ uống có đường, ăn uống điều độ, đa dạng thực phẩm, ăn đúng giờ và tránh bỏ bữa, bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ. Người mắc bệnh tiểu đường cần thường xuyên theo dõi chỉ số đường huyết, áp dụng chế độ ăn kiêng và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Hạn chế rượu bia. Hệ thống tim mạch không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng bởi rượu bia. Tại thời điểm uống vào, rượu bia có thể gây tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Về lâu dài, uống rượu bia sẽ làm nhịp tim tăng liên tục, huyết áp cao, cơ tim trở nên suy yếu và nhịp tim không đều. Tất cả đều có thể làm tăng nguy cơ hình thành cơn đau tim do rượu bia và dẫn tới đột quỵ. Tăng cường vận động. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày có tác dụng tốt với sức khỏe, phòng ngừa đột quỵ cũng như nhiều bệnh nguy hiểm khác. Vận động giúp đốt cháy năng lượng dư thừa, ngăn ngừa béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim. Tập thể dục hỗ trợ điều hòa nhịp tim, tăng cường lưu thông máu, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, góp phần phòng ngừa đột quỵ. Mỗi người có thể chọn hình thức vận động phù hợp sở thích, điều kiện sức khỏe như đi bộ, bơi lội, chơi cầu lông, đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy, chia nhỏ thời gian để vận động trong ngày thành nhiều khoảng ngắn 5-10 phút cũng giúp ích. Những dấu hiệu thường gặp của bệnh đột quỵ. Những dấu hiệu thường gặp bao gồm mặt bị mất cân đối hoặc một bên miệng bị méo, khó nói, tê yếu hoặc mất cảm giác ở một bên cơ thể, đau đầu bất thường, giảm thị lực, hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, bước đi không vững, đau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh có triệu chứng cần đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, càng sớm càng tốt. Chúc các bạn khỏe mạnh.